Vĩnh biệt em Trịnh Thị Xoan, vợ nhà thi ảnh Trịnh Ngọc Dung. Tác giả Bao Hoa Nguyên, diễn ngâm Mạnh Hùng, biên tập video Nguyễn Quang Hòa. Nhiều năm bệnh nặng nay vắng em rồi, xuôi tay nhắm mắt em ơi, không còn đau đớn ở đêm hồi biệt ly. Phân kỳ thân quyền vĩnh viễn còn đâu, thân giờ đã hết bệnh sâu, chồng con cùng cháu ở đậm sâu đau. Thong dong em nhé, mau lẹ vạng xanh, mong hồn nương chốn thiên lành, trong vòng bảy thất hãy nhanh về trời. Đây nơi cõi Phật ấy rất duyên may, Di Đà kinh tùng đêm ngày, theo tràng phan dẫn ở về ngay đất thiền. Thân yên hết mỏi không nói hay than, xong rồi hết nợ trần gian, xa rời căn bệnh ở với ngàn đơn đau. Lão sao ngoài ngõ
đừng có buồn thương. Hồn linh ở chốn vô thương, Nam mô tiếp dẫn ở Tây phương theo về. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.